Ngày 13 tháng 8, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Long, sinh năm 1997, thường trú tỉnh Hòa Bình, sinh sống tại phường 12, thành phố Đà Lạt, để điều tra hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Bùi Văn Long là tài xế xe tải đã tông liên tiếp vào xe máy và xe ô tô 7 chỗ, làm 2 người tử vong tại chỗ. Trước đó, Long điều khiển xe tải lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường 12, thành phố Đà Lạt, hướng Trại Mát, phường 11, thành phố Đà Lạt đi thành phố Nha Trang, thì bất ngờ tông phía sau xe máy và ô tô đi cùng chiều. Sau đó xe tải chạy thêm hơn 100 m thì lao vào sườn đồi lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến hai thanh niên sinh năm 2003 đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Kết quả kiểm tra nhanh, Bùi Văn Long không có nồng độ cồn, không có ma túy trong cơ thể. Ngày 13 tháng 8, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vào 0 giờ 20 phút ngày 13 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cùng Công an thành phố Mỹ Tho kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn ăn uống giải trí 268 Titan ở số 128 đường Phạm Thanh, phường 5, thành phố Mỹ Tho, do Nguyễn Vĩnh Hưng, 43 tuổi, cư trú phường 4, thành phố Mỹ Tho đứng tên chủ sở hữu. Tại thời điểm kiểm tra, có 95 khách cùng 27 nhân viên đang có mặt tại cơ sở. Qua test nhanh, phát hiện có 60 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 13 nhân viên của cơ sở. Công an thành phố Mỹ Tho đã lập biên bản vụ việc, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 10 giờ 10 phút ngày 13 tháng 8, xe khách Ngân Hà do lái xe H, sinh năm 1982, trú tại phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu điều khiển, chạy hướng tỉnh Lai Châu đi Sapa, Lào Cai. Khi đến đoạn ngã ba đường tránh quốc lộ 4D với thị xã Sapa thuộc tổ 1, phường Ô Quý Hồ, xe khách Ngân Hà va chạm với ô tô 16 chỗ. Do lái xe D sinh năm 1988, trú tại tổ 19, phường Him Lam, thành phố Điện Biên điều khiển, chạy hướng ngược lại. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách Ngân Hà có 14 người, xe 16 chỗ có 13 người, gồm cả lái xe. Vụ tai nạn khiến toàn bộ hành khách trên xe 16 chỗ đều bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng, 2 xe hư hỏng nặng. Lãnh đạo thị xã Sapa đã tới Bệnh viện Đa khoa Sapa để chỉ đạo công tác cứu chữa, cũng như thăm hỏi động viên các nạn nhân. Sáng ngày 13 tháng 8, ông Nguyễn Tú Sinh, tài xế xe chở các thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bị tai nạn giao thông vào ngày 12 tháng 8, đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ông Sinh được xác định bị đa chấn thương. Cũng sáng cùng ngày, thi thể của huấn luyện viên Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí đã được đưa về gia đình để tiến hành nhập quan. Lễ nhập quan huấn luyện viên Dương Minh Ninh tiến hành vào lúc 10 giờ sáng hôm nay tại nhà riêng tại thành phố Pleiku. Riêng với Paulo Madeira, do là người nước ngoài nên thi thể vẫn tạm ở nhà xác bệnh viện. Ngày 14 tháng 8, gia đình sẽ gặp các nhân viên của lãnh sự quán Brazil để làm các thủ tục đưa thi thể của anh về nước. Trước đó, chiều ngày 12 tháng 8, khi xe của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chở các thành viên từ Đắk Lắk về Gia Lai chạy đến thôn Tao Cho, xã Y Hờ Rú, huyện Chư Bư, bất ngờ bị ô tô tải chở sỏi do tài xế Đinh Tiến Bình, 36 tuổi lái, cùng chiều tông từ phía sau. Bị bất ngờ, tài xế Sinh mất kiểm soát, bị lùa sang làn đường bên trái thì tiếp tục bị xe tải do tài xế Nguyễn Tấn Xuân, 40 tuổi, chạy hướng ngược lại tông. Ngày 13 tháng 8, tin từ Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ Đặng Hồng Quân, sinh năm 1979, trú Thanh Xuân, Hà Nội, đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Trước đó, Công an huyện tiếp nhận tin báo của bà Pierre Ipols, Hà Thị Mỹ Trang, sinh năm 1978, quốc tịch Pháp, về việc trong lúc bà cùng với gia đình đến du lịch tại Cao Bằng và nghỉ tại homestay ở xóm Đà Búc, Nà Đoan, huyện Trùng Khánh, thì phát hiện bị mất số tiền 400 euro, tương đương trên 10 triệu đồng. Qua điều tra, Công an huyện Trùng Khánh đã xác định đối tượng gây án là Quân, tài xế lái xe đưa gia đình bà Premier Ipols Trang đến du lịch tại huyện Trùng Khánh nên tiến hành bắt giữ. Sáng ngày 13 tháng 8, ông Trần Văn Tĩnh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, đơn vị quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 cho biết, Sau quá trình khắc phục sự cố, vào ngày 12 tháng 8, tổ máy số 1 của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 đóng tại xã Kỳ Lợi, địa bàn khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã được khắc phục xong, chính thức đẩy tải lên hòa lưới điện quốc gia sau gần 2 năm tạm ngừng hoạt động. Việc đưa tổ máy số 1 vào vận hành trở lại có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn hiện nay, đóng góp nguồn ngân sách cho tỉnh Hà Tĩnh, góp phần vào phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và phát triển nền kinh tế đất nước nói chung. Theo ông Trần Văn Tĩnh, công ty ước thực hiện trong năm 2023, sản lượng đạt khoảng 5 tỷ kWh điện, doanh thu đạt khoảng 9,7 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt khoảng 144 tỷ đồng.